Thông tin đáng quan tâm dành cho các chị em phụ nữ. Mới đây, một nữ bệnh nhân ở Sóc Trăng đã bị dở gan, chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội chỉ vì sử dụng đai nịt bụng để giảm cân. Người nhà chị này cho biết khoảng 5 ngày trước, trong lúc sử dụng dây đai siết chặt sâu vào bụng, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng và nôn ói. Đến rạng sáng ngày 20 tháng 2, người phụ nữ trên bất ngờ bị đau bụng dữ dội, cơn đau càng lúc càng nhiều. Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập dở gan phải, chảy máu ổ bụng gây xuất huyết nội rất nguy hiểm. Sau can thiệp, hiện tình trạng bệnh nhân đang dần ổn định và các bác sĩ khuyến cáo các chị em phụ nữ cần cẩn thận với cách giảm cân này bởi có thể gây ra nhiều tác động không tốt tới cơ thể và ảnh hưởng tới sức khỏe.